Chào mừng các bạn đến với kênh của mình ha. Trước mặt các bạn là con VO phiên bản Plus. Là tại sao mình gọi là Plus? Thì cái phiên bản này khác với phiên bản đời đầu, là phiên bản này có xi nhan ha. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, xi nhan của nó sẽ có hai cái đèn xi nhan, đèn trước, đấy, trái phải, và nó sẽ có xi nhan phía sau luôn. Đây, đây là cụm đèn xi nhan phía sau ha. Đó, khi mà mình bật công tắc xi nhan lên thì nó sẽ chạy đèn phía trước và đèn phía sau. Thì nó có điều khác biệt của phiên bản đời đầu là cái cụm tay lái này, cái cụm công tắc này. Bạn thấy cụm công tắc bên tay trái không? Thì nó sẽ thêm cái hai cái nút là nút xi nhan trái phải cho mình ha. Thì thay vì trước kia thì nó chỉ có hai nút thôi, nút kèn và nút chuyển đổi chế độ chạy. Nút màu xanh này là chuyển đổi chế độ chạy, thì bây giờ nó thêm hai cái nút cho mình là nút xi nhan trái phải. Đó. Thì phiên bản sau này thì nó là màu sắc nhiều hơn so với cái phiên bản đời đầu. Phiên bản đời đầu thì chỉ đa số người mình chỉ có thấy có ba màu, đó là màu xanh viền đỏ, xanh viền trắng và đen viền đỏ là màu chủ đạo. Thì nay là phiên bản sau này nó sẽ là màu sắc trending hơn, dành cho giới trẻ hơn, đặt nó chú trọng vào màu sắc, biết màu để mà thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thì ngoài ra thì tất cả những cái về cơ bản về chế độ chạy hoặc là gì thì nó giống như xe VO đời đầu thôi. Nhưng có một cái nữa là xe này nó đã nâng cấp lên cái phần động cơ. Thì cái tốc độ của xe này so với phiên bản đời đầu thì nó tăng lên một tí. Thì khi mà mình mở tốc thì xe này nó chạy tầm khoảng được là gần 40 km/h ha. Đấy. Đấy. Phiên bản này là phiên bản đời sau ha. Plus thì nói chung thì về ngoại hình cấu tạo thì xe nó giống như phiên bản đời đầu thôi, nhưng nó có thay đổi một chút về có gắn xi nhan rồi màu sắc thêm tươi trẻ hơn ha. Đấy. Thì những cái video sau mình sẽ đi vào chi tiết về cái chi tiết về vận hành của xe VO như thế nào ha, rồi xi nhan như thế nào, mình sẽ có trong cái video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.